Hello, hôm nay chúng ta sẽ trở lại với team full thể thường. Và trong đây có một nhân vật đặc biệt, đó chính là Slaking. Tôi sẽ cố gắng xài nó thử với một chiêu thức đặc biệt, đó chính là chiêu độc quyền của Raphael. Nhưng mà trong video đánh răng hệ thường tuần sau thì tôi sẽ giải thích kỹ hơn về chiến thuật này. Còn hiện tại thì chúng ta cứ giao trận và xem là tôi có thể làm gì được với chiến thuật bí mật này hay không nha. Tôi có mang theo Smeargle, một Pokemon cực kỳ đặc biệt, vì nó có thể học được tất cả mọi chiêu trên thế giới và có thể xài được chúng. Trừ chiêu Dark Void của Darkrai là nó không xài được thôi, còn lại thì nó xài được tất cả mọi chiêu, kể cả chiêu độc quyền của huyền thoại nó cũng xài được luôn. Cho nên là tôi sẽ mang nó vào trong team hệ thường này, và nó sẽ là một biến số cực kỳ lớn, hy vọng là vậy. Và Slaking nữa, nếu mà tôi có thể thành công đổi được đặc tính của Slaking thì chúng ta sẽ có tới 2 Pokemon huyền thoại cấp cao trong cái đội hình này. Đó là một điều rất là lý tưởng, nhưng mà không phải lúc nào cũng đạt được. Wow. Trước tiên thì chúng ta phải đánh bại được cái con Zamazenta này. Chiêu Body Press của nó là ác mộng đối với những Pokemon hệ thường rồi, không có nói nữa. Tôi nghĩ con Raichu này nó sẽ dùng Fake cao, cho nên là nếu tôi để con Fairy Grab ở đây thì chắc chắn tôi nghĩ là con Raichu nó sẽ không xài Fake cao, hy vọng là vậy. Nếu mà Raichu nó không xài Fake cao thì tôi có khả năng sẽ thành công đổi được đặc tính của Slaking trong lượt này. Utera luôn. Wow. Rồi. Ok. Bên kia Terra hệ cỏ. What? Nuzzle nhắm vào Smeargle. Oh my god, đừng có nhắm vào đừng có chết nha Smeargle. Mày mới nói chưa làm gì chết bà đó rồi. Rồi xong. Thế là chiến thuật của chúng ta chưa đạt được. Trời ơi là trời, sao thua dễ dữ ta. Rồi ok, không sao cả, không sao cả. Bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Mà ta nói mấy cái chiến thuật này mà thật ra đúng là Smeargle mà bị giết thì coi như là chiến thuật biến Slaking thành huyền thoại cấp cao coi như là bỏ rồi đó. Giờ Slaking chỉ có thể vừa đánh một hiệp mà vừa nằm ngủ một hiệp thôi. Chán nhờ. Rồi, Snuzzle luôn. Ok, nếu mà chúng ta dựng thành công Trick Room trong lượt này á, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ... Wow! Chết bà là Slaking luôn. Rồi, thành công dựng Trick Room rồi. Mày tới số mày với bà. À. Ok luôn. Oshaluna. Ra mà trả nợ tình xưa tụi nó đi cưng. Bây giờ chúng ta có, thì chúng ta đang nhanh nhất. Tôi nghĩ tôi sẽ cấu máu của con Zamazenta bằng Foul Play. Xong thì Hyper Voice. Vì tôi có mang theo Thought Spray cho nên là sẽ được cộng một điểm tấn công đặc biệt khi sử dụng chiêu dạng âm thanh. Chắc là chúng ta sẽ được mà, không gì là không thể. Này. Ok, không nhiều máu lắm nhưng không sao, chúng ta được cộng một điểm tấn công đặc biệt. Tăng 50%. Bây giờ đừng chết nha. Ô! Trời đất ơi. Trời đất ơi. Barcelona đỉnh quá, mấy xíu nữa chết rồi. Giờ sao ta? Happy Hand. Còn nhiêu đây máu nhưng mà tao sẽ chơi tới bến với mày luôn. Sẽ ra hệ thường. Tôi đặt cược hết tất cả mọi thứ vào chiêu này. Tôi sẽ ra hệ thường, tăng cấp đôi sát thương. Xong Helping Hand thêm một lần nữa. Nó không xử được hai thế này thì mình chết. Mình thua được này thôi. Rồi sức mạnh đồng đội nè, để cho tụi bay biết thế nào là lễ độ. Hãy xem đây. Làm sao mà chịu nổi. Chuyển bại thành thắng. Hay là chuyển bại thành thắng.
đối phương không có đối phương chỉ cần có thể chờ cho Trick Room hết lượt thì mới có thể thắng được mình thôi. Nhưng mà với cái lượng sát thương như thế này thì con gì đây? Ok, Incineroar. Thật ra Incineroar thì tôi cũng hơi quan ngại là chiêu cuối này có thể xử được Incineroar hay không nhỉ. Tôi nghĩ là không thể một đòn mà dứt điểm cả hai con này được. Sao ta, bây giờ Trick Room vẫn còn hai lượt, trong hai lượt này là phải xử đẹp hai con này chứ nếu không là chết. Cho nên tôi nghĩ là tôi sẽ dùng con Ferrigrap cấu máu trước cho hai con này, rồi còn lượt cuối cùng của Ursaluna thì chúng ta sẽ xử con Ursaluna sau. Oh my god. Không sao, mình đã bảo vệ Ursaluna rồi. Cho nên là Ferrigrap thì cũng sẽ không bị xử liền trong lượt này. Coi như biết đối thủ có quay co đi, thì mình sẽ không sử dụng chiêu Hyper Voice nữa, thì mình sẽ nhắm vào một mục tiêu thôi, sẽ không nhắm vào hai mục tiêu nữa. Tôi sẽ dùng Foul Play vô con Pelipper để cấu máu. Còn Incineroar thì tôi sẽ sử dụng Earth Power để xử con Incineroar. Tại vì chiêu Wild God tôi bị nhiều lần rồi, nó thi triển 2 lần liên tiếp, nhiều khi 3 lần liên tiếp cũng được nữa, cho nên là chúng ta không thể mạo hiểm được. Nên tôi sẽ xử con Incineroar với hy vọng là Ferrigrap có thể tự tay xử con Pelipper. Nếu được, được rồi, mồm lèo, tao tiễn dông mày nè. Coi như xử được mồm lèo và con Ursaluna của chúng ta chắc cũng đi luôn quá. Cái gì nữa? Nhưng không sao, không sao cả. Chắc không sao không trời. Hết Trick Room rồi, nên tôi phải tạo Trick Room. Hy vọng là con Pelipper nó sẽ không lấy quá nhiều máu của mình nhờ. Ê, sợ quá, đừng chết nha. Em quay cuồng trong mơ hồ, loài người như cuốn đi trong em. Không sao, đúng rồi, ta còn Citrus Berry. Được, set up Trick Room được. Trick Room đã lên, yeah, mày tới số rồi con. Giờ tao nhanh hơn mày rồi đó. Sử dụng Hyper Voice. Xin hãy lấy thật nhiều máu của nó, xin. Ồ, được, có cơ hội thắng. Ơi trời ơi, được, ngang tài ngang sức nhưng mà mình nhanh hơn. Nhưng mà trời, cái này mình sống được. Rồi, bây giờ trời mưa cũng đã hết. Tôi chỉ sợ, chỉ không biết là lượt này nó có bị tê liệt hay không. Nếu bị tê liệt thì mình chết, còn nếu mình không bị tê liệt thì mình thắng. Vĩnh biệt. Tuyệt vời. Ôi trời, cái này thua một bàn thua trông thấy luôn á. Ok, giờ đối phương mạng thứ hai rồi mọi người. Đối phương đang có Calyrex, một team chuẩn VTC à. Tôi không nghĩ là tôi nên mang Slaking nhỉ. Chắc tôi vẫn sẽ mang Ursaluna và Terrabagos. Đội hình này mang Slaking là không ổn rồi. Đó, cho Terrabagos ra để đối trọng với lại Calyrex, Shadow Rider. Rồi nè, coi sao nè. Ủa, mới ra cho Calyrex ra luôn hả? Được. Trận này hả?
con Calyrex nó sẽ không thể nào đánh vô được con Ferrigraph, nên chắc nó sẽ dùng một chiêu nào đó đánh đơn. Còn Omongus tôi không biết là nó đang chậm hơn hay là nhanh hơn con Ferrigraph. Ủa nhưng mà mình xài chiếc Room mà đương nhiên cỡ nào nó cũng nhanh hơn mình rồi. Chắc chắn trong lượt này thì tôi sẽ bảo vệ con Ursaluna rồi đó. Ủa nhưng mà quên, con nấm lùn nó biết ru ngủ. Quên, tôi phải Terra nó thành hệ cỏ. Đúng rồi, tôi phải Terra con Ferrigraph thành hệ cỏ để nó không bị ru ngủ. Rồi bảo vệ con Ursaluna. Đấy, tình hình là vậy. Bị ru ngủ coi như là kế hoạch hỏng bét hết. Rage Powder, ủa? Ok, không sao. Chúng ta không sợ. Nasty Plot à, wow. Ok, Nasty Plot. Check Room đã dựng lên, được. Con Nasty Plot thì ta cũng không sợ. Bây giờ chúng ta Terra hình này cỏ rồi thì chúng ta cũng không sợ chiêu Rage Powder nữa. Cho nên là tôi sẽ Foul Play vô con Calyrex. Rồi, xong sau đó thì Hyper Voice. Cho mày chết. Không biết lấy được bao nhiêu máu nhưng mà ít ra thì chiêu không còn đường nào Rage Powder nữa đâu con. Bye bye con. Nếu là chiêu Foul Play thì tôi nghĩ nó sẽ xử được con Calyrex được này. Chính xác là vậy. Yeah. Vì là hệ cỏ nên nó sẽ miễn nhiễm các chiêu bào tử như là Rage Powder hay là Spore. Cho nên là tôi nghĩ sẽ ra hệ này cỏ cho Ferrigraph là hợp lý nhất. Tại vì hệ cỏ còn kháng được chiêu hệ nước với hệ điện của Mirrodon với lại Kyogre nữa. Oh wow. Ok, bây giờ thì tôi nghĩ tôi sẽ Hyper Voice vô cả hai con để cấu máu con Raging Bolt. Còn lại thì Earth Power vô con Raging Bolt nè. Hy vọng là được. Con nấm lùn trong này nó nhanh hơn hay là chậm hơn mình ta? Con nấm lùn nhanh hơn, wow. Rồi, bây giờ con nấm lùn nhanh hơn rồi. Tuy là con nấm lùn nó sẽ không xử được mình, nhưng mà con Raging Bolt nó có gì vậy? Just Berry à? Come my á, ok, mày được. Nó đã tăng sát thương đặc biệt với phòng thủ đặc biệt rồi. Bây giờ sao đây ta? Tôi có nên đổi Pokemon ra không ta? Không đổi con nào ra nó cũng không được gì hết trơn. Tôi nghĩ tốt nhất vẫn nên là ở đây cấu máu con Raging Bolt này. Rồi chờ con Ursaluna của mình tỉnh dậy thôi chứ sao vậy? Cho con nào ra thêm cũng bị dính chưởng hết. Nhức cái đầu. Hồ lên thấp. Cũng hơi đau đấy mày. Wow, mình dậy rồi. Yeah. Trời ơi, mình dậy sớm quá. Mừng ha. Bên đó cũng hơi xui ha, mình dậy hơi sớm. Đáng ra bị ru ngủ thì trong khoảng 3 lượt thì mới dậy. 1 đến 3 lượt thì mới dậy mà mình dậy sớm quá. Hên. Rồi. Còn bên đó còn 2 con. Mà Urshifu hệ nước này của mình cũng không sợ lắm. Giờ sao đây ta? Thôi thì mình cứ... Bởi vì đang trong Trick Room mà mình giờ cho con nào ra thì nó cũng bị ru ngủ bởi con Omongus hết. Cho nên là tôi nghĩ hợp lý nhất là mình nên xử được con Omongus thì mình còn có cơ hội thắng, để không bị ru ngủ. Trong Trick Room thì con Omongus đang nhanh hơn cả hai con Pokemon của mình luôn. Không được. Mà rút con Ursaluna về thì mất điểm cộng. Ủa gì vậy? Ủa?
bên kia bỏ cuộc á. Sao vậy? Đang chơi mà sao bỏ cuộc? Sao anh dừng cuộc chơi, em theo người em bỏ cuộc chơi. Bỏ anh bơ vơ giữa cây cầu dừa. Cái này là gì đây? Còn có Mirador thì phải mang theo Barcelona rồi, chắc chắn. Trabagos. Ok. Đấy. Để coi đợt này sao nha. Bên kia đang có Haxorus. À, con Ninetales thì cũng đáng sợ đó. Nếu mà là tôi á, tôi sẽ cho con Ninetales đi chung với lại con Mirador. Thì hệ đất như Barcelona coi như là ngẫm. Ok, vô trận nè. Tới đi em ơi. Không còn gì để mất nữa rồi em ơi. Ninetales, ok hợp lý. Ninetales đi chung với lại tôi quên tên nó rồi, Superior, ok. Chikrum. Chắc tôi phải rút con Barcelona về và cho Terrabagos ra. Chứ để ở đây thì con Superior nó chơi bão lá một hồi thì cũng đi tông luôn con Barcelona của mình thôi. Terrabagos thì lại có chiêu Terra Shell thì cũng giảm sát thương được một nửa. Cũng được, cũng hợp lý để đảo sân ra sân. Ủa? Ồ, nó không nhắm vào con Barcelona. À đúng rồi, con Ninetales đó. Con Ninetales nó có con Blizzard mà. Nói chung cả hai con đều khắc chế Barcelona. Mình đảo ra là quá hợp lý. Rồi. Chikrum đã giận lên. Giờ thì tôi nghĩ giờ chọn cái gì đây ta? Bạn chọn màu nào đây? Bạn chọn màu xám. Đó chính là chiêu Hyper Voice. Cũng hợp lý. Ok. Còn Terrabagos. Tôi nghĩ là tôi sẽ... Bây giờ đặc tính của nó vẫn chưa bị mất, cho nên là tôi sẽ Calm Mind để tăng sức sát thương. Rồi Terra sao? Quên nó Terra rồi. Terra. Ok, Terra Stella. Một chiến thuật tôi đã từng sử dụng trong clip về Superior. Giờ thì Calm Mind nè. Đấy. Hy vọng là sống được nha. Blizzard. Ok, sống giùm cái đi. Ok, sống. Citrus Berry. Còn nó nhắm vô con nào vậy trời? Nhắm con nào vậy? Terrabagos. Được, chúng ta chịu được. Ok, đã đến lúc chúng ta Terra rồi. Terra xong cộng với lại việc chúng ta sẽ dùng Helping Hand vô con Terrabagos. Rồi chúng ta Terra để xử cho được con Superior cái nè. Hãy xem đây. Hết trời tuyết rồi nha con. Mày khỏi thổi bão tuyết luôn nha con. Nếu nó thổi được thì nó hơn. Hãy xem sức mạnh của thủy thủ mặt trăng đây. Yeah, ôi trời, con Ninetales nó vẫn còn sống, bay ơi. Ninetales nó vẫn còn sống thì làm sao mà cho Barcelona ra được. Được không nhỉ, có bị... Trời, nó không trượt. Trời, nó không trượt. Giờ sao con gì vậy? Tiếp theo là con gì vậy? Ok,
Iron Valiant. Tôi nghĩ vẫn là nên... Tôi không biết con Iron Valiant này nó có nhắm vào con Ferrigraph hay không. Tôi nghĩ tôi sẽ đổi con Ferrigraph về để giữ nó còn sống để mà dựng chiếc room. Còn con Smeargle có Focus Sash, tôi nghĩ là nó sẽ sống được trong lượt đảo ra này. Còn lại thì Terrapagos tôi sẽ dùng Terra Starstorm. Rồi, vậy đi. Oh my god. Tôi quên. Có nhớ đâu mà quên. Ha, con này có Wygo. Thì ra là vậy. Thì ra con này có Wygo. Bay ơi. Hey, bay ơi. Blizzard. Còn sống được. What the hell? Cái gì vậy? Trời ơi, nó trúng cả hai đứa mà cái con quan trọng nhất nó lại bị dính đóng băng mới ghê chứ. Gò dân sao? Gọi dần sao, cả hai con này đều là sát thủ thôi, có hệ thường hết. Cho mày chết. Oh come, oh no. Trời ơi. Nó dần bị đóng băng mày ơi. Rồi xong, con Smeargle dắt xong rồi quá. Ui, còn được. Ê, tôi đang thấy cái mùi là bên kia chuyển bại thành thắng nha bay. Tôi đang thấy cái mùi khá là khấm đó. Rồi xong con Terrapagos rồi. Trời ơi, Smeargle ơi, tại sao vậy em? Hết chiếc room rồi, chúng ta phải set up lại chiếc room thôi. Nếu muốn thắng thì chúng ta phải set up lại chiếc room. Trời ơi, con Smeargle nó còn bị đóng băng bay ơi. Không, trước room đi. Ít ra mà con Oceluna còn sống á thì nó vẫn còn sẽ ru ngủ được con nào, ru ngủ đi. Ít ra con Oceluna còn sống á thì nó còn sẽ được trong trước room. Sống giùm. Được. Ủa nhưng mà con này sao nó chưa? Con này sao? Trượt nha, trượt. Không á. Tuyệt. Rồi đó. Trời giờ em có ra sân thì cũng có làm được gì đâu. Ok, ru ngủ được nó đi. Rồi sao nữa? Em tính làm gì? Trời ơi. Giờ sao đây? Tôi sẽ ru ngủ luôn con Ninetales. Vì con Ninetales có vẻ như nó sẽ dùng tiếp. Hy vọng là con Ninetales nó sẽ nhắm vào con Oceluna nhờ. Đúng vậy, tôi sẽ ru ngủ con Ninetales. Cái con Ninetales là chắc chắn nó sử dụng bão tuyết rồi đó. Rồi xong luôn. À, thế là chúng ta đã có một bàn thua. Chắc chắn thua. Tuyệt vời. Trượt đi bão tuyết. Thợ sến hổ liên tục được vậy. Hãy xem đi. Trời ơi, bà nội cha nó vẫn còn sống. Con này theo nó vẫn còn sống bay ơi. Cái tường Aurora Veil ghét quá. Tường Aurora Veil mạnh quá. Không có Ferrigraph bảo kệ. Giờ hết tường thì có làm được gì nữa đâu. Thì chúng ta là thua là cái chắc rồi đó. Con Mirrodon này nó nhanh hơn là cái chắc rồi đó. Không còn gì cho nhau. Ha ha ha.
Tưởng thắng ai dè thua sắp mặt. Và thế là chúng ta đã ok đánh xong đánh răng tuần này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi trận đánh răng Full Team Hệ Thường tuần này. Và hẹn gặp lại các bạn trong Full Team Hệ Thường tuần sau. Chắc chắn sẽ có rất nhiều bất ngờ. Bây giờ thì bye bye.